Vì sao chưa kịp mai táng Tổng Trọng, lễ quốc tang cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ được tổ chức trong 2 ngày 25 và 26 tháng 7. Theo kế hoạch, lễ viếng và lễ truy điệu sẽ tổ chức vào ngày 25 tháng 7, sau đó lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ diễn ra tại Nghĩa trang Mai Dịch vào chiều ngày 26 tháng 7. Như vậy, theo nguyện vọng của bà Ngô Thị Mận và gia đình, đưa thi hài của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về quê nhà tại xã Đông Hội, huyện Đông Anh để chôn cất đã không thành hiện thực. Cũng như mong muốn cuối đời của ông Trọng được về quê yên nghỉ cũng đã không thành. Điều đó cho thấy dường như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chịu thiệt thòi hơn các lãnh đạo cấp cao khác của Đảng như Cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang hay trước đó là Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Những người này đã được chôn cất ở quê nhà với những khu mộ hoành tráng đến tới hàng chục hecta đất của nhà nước. Đó là lý do công luận đặt câu hỏi tại sao Tổng Trọng là nhân vật có quyền lực được đánh giá là chỉ sau Chủ tịch Hồ Chí Minh hay Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn lại bị các đàn em trong Đảng đối xử cạn tàu giáo máng đến như thế. Một nguồn tin nội bộ cho Thời báo .de biết Bộ Chính trị đã họp bàn bạc với gia đình ông Trọng và đưa ra yêu cầu kể trên, nên cuối cùng bà Ngô Thị Mận cùng gia đình đành phải chấp nhận trong miễn cưỡng. Có hai lý do khiến Bộ Chính trị phải thống nhất yêu cầu với gia đình của Tổng Bí thư đổi ý khi đưa thi hài ông Trọng về an táng tại Nghĩa trang Mai Dịch. Lý do thứ nhất, theo nhà báo Quốc Anh tiết lộ, sau cái chết của các ông Trần Đại Quang, Đỗ Mười, Lê Đức Anh và trước đó là Võ Nguyên Giáp, dư luận đang râm ran về việc xây dựng mồ mả tốn kém tiền bạc, đất đai của địa phương chẳng khác gì các quan lại thời phong kiến, và Tổng Trọng muốn chấn chỉnh việc này. Khi Lê Khả Phiêu chết, bản thân ông, gia đình và lãnh đạo Thanh Hóa cũng muốn đưa ông Phiêu về quê an táng. Nhưng khi đó, Tổng Trọng có ý kiến nhà nước đã có khu nghĩa trang Mai Dịch để an táng các vị khai quốc công thần. Vì thế, ông Lê Khả Phiêu phải đưa về nghĩa trang Mai Dịch để mà nêu gương. Đến lượt Tổng Trọng, chẳng lẽ lại để gia đình an táng ông Trọng tại quê nhà? Bộ Chính trị đã nói với gia đình ông Lê Khả Phiêu ra sao? Nguyên nhân thứ hai, một nguồn tin nội bộ cho biết đó là mộ phần ông Trọng có nguy cơ bị xâm hại nên đã phải nhờ đến quân đội xử lý. Theo đó, tờ trình của Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã đưa ra cảnh báo nếu đưa thi hài Tổng Trọng về quê chôn cất thì bắt buộc phải có chòi canh gác và xây dựng khu nhà ở cho lực lượng cảnh vệ với chi phí mỗi tháng lên tới khoảng 30 tỷ đồng. Tờ trình của Trung tướng Trần Hải Quân, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ thuộc Bộ Công an cho biết để tránh thi hài và mộ phần bị xâm hại bởi các thế lực thù địch sẵn sàng phá hoại lễ quốc tang và nơi an nghỉ của ông Nguyễn Phú Trọng, Bộ Công an đề nghị quân đội tham gia hợp tác bảo vệ trong thời gian tổ chức có tang lễ. Và sau khi chôn cất, cần có người bên quân đội túc trực bảo vệ trong thời gian 6 tháng tại nghĩa trang Mai Dịch. Tổng Trọng là một người kiên định với chủ nghĩa Mác Lênin, được cho là người kẻ vô thần. Nhưng mới đây, hình ảnh bàn thờ tạm của ông tại tư gia được lan tỏa trên mạng xã hội cho thấy gia đình Tổng Bí thư theo hệ phái thuộc Mật Tông Tây Tạng là những Phật tử xịn sò. Việc Bộ Chính trị quyết định đưa Tổng Trọng về Mai Dịch là điều chính xác để thực hiện trọn vẹn tinh thần cộng sản của ông Trọng cho đến khi chút hơi thở cuối cùng. Khi sống theo Đảng thì chết cũng theo Đảng, nhưng không thể được đưa về chôn cất ở quê nhà cùng với ông bà tổ tiên cho được. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo .de với bản tin Vì sao chưa kịp mai táng Tổng Trọng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .de. Tổng Trọng qua đời và trách nhiệm của Thủ tướng Phạm Minh Chính, kẻ phá bĩnh quá đà. Từ lâu, truyền thông nhà nước Việt Nam đã có ca ngợi Tổng Trọng là người đốt lò vĩ đại gắn với chiến dịch chống tham nhũng dòng phát động từ sau đại hội lần thứ 12. Nhận định về di sản của ông Nguyễn Phú Trọng, tiến sĩ Nguyễn Quang Nga, một nhà phản biện đang sống ở Hà Nội, đưa ra nhận xét. Di sản của ông Trọng là một người tham quyền, cố vị, kiên định chủ nghĩa Mác Lênin, còn công cuộc đốt lò là hoàn toàn thất bại. Tờ báo Vietnamnet vào ngày 19 tháng 7 đã giới thiệu bài viết với tựa đề Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo lỗi lạc trọn đời vì nước, vì dân, của ông Đại tướng Tô Lâm. Dưới quan sát nhận xét,
đọc kỹ bài viết của ông Tô Lâm dễ dàng nhận thấy, Chủ tịch nước cũng tránh không nói nhiều về công cuộc đốt lò của Tổng Trọng. Bài viết chủ yếu nhấn mạnh về hệ tư tưởng, về chiến lược xây dựng nhà nước pháp quyền của ông Trọng. Điều đó hoàn toàn phù hợp với đánh giá của công luận. Đa phần các ý kiến đều thống nhất rằng, trong gần 3 nhiệm kỳ trên cương vị của Tổng Bí Thư, ông Trọng đã thất bại toàn tập trong công cuộc đốt lò, chống tham nhũng và công tác nhân sự lãnh đạo chủ chốt. Theo đó, công cuộc chống tham nhũng của ông Tổng Trọng càng chống thì tình trạng tham nhũng càng tràn lan và phát triển như nấm mọc sau mưa. Quy mô tham nhũng thì tăng cả về chức vụ, cấp bậc quan chức bị xử lý, cũng như mức độ nghiêm trọng về số lượng tài sản tham nhũng thất thoát. Sau đại hội lần thứ 12, khi công cuộc đốt lò được khởi động, các vụ án của Trịnh Xuân Thanh, Đinh La Thăng với số tiền thiệt hại do tham nhũng lên đến con số khủng khiếp, vài chục hay vài trăm tỷ. Vậy mà sau 8 năm, các đại án như chuyến bay giải cứu, đại án Việt Á, tập đoàn Phúc Sơn, Thuận An cũng có số tiền hối lộ lên tới hàng chục triệu đô la. Cho đến gần đây, các vụ án đình đám như tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB của bà trùm Trương Mỹ Lan với số tiền thiệt hại hàng chục, hàng trăm ngàn tỷ đồng, chỉ riêng số tiền chuyển lậu ra nước ngoài đã lên tới hàng tỷ đô la. Theo giới quan sát, đó chỉ mới kể đến cái việc phát lộ, vẫn còn đó nhiều vụ án khủng khiếp hơn, giá trị thiệt hại hàng trăm ngàn hoặc lớn hơn nhưng chưa được phép công bố. Lâu nay, chính quyền Việt Nam đang nỗ lực đánh bóng tên tuổi để xây dựng một hình ảnh Tổng Trọng rất thanh liêm và trong sạch. Nhưng cách đây hơn 20 năm, khi còn là bí thư thành ủy Hà Nội, ông Trọng được cho là đã dính vào một vết chàm rất lớn, đó là hồ sơ sai phạm và làm thất thoát đến 3.000 tỷ đồng trong dự án khu đô thị Nam Thăng Long, Hà Nội. Theo bài viết, nhà nước thiệt hại 3.000 tỷ đồng do quyết định duyệt giá đất của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội của báo Tuổi Trẻ vào năm 2006 là một quyết định của Hà Nội khi duyệt giá thu tiền sử dụng đất của dự án khu đô thị Nam Thăng Long sớm hơn 16 ngày với việc công báo giá đất theo luật đất đai, mà ngân sách nhà nước đã bị thiệt hại tới 3.000 tỷ đồng. Được hưởng siêu lợi nhuận này là một nhà đầu tư bất động sản nước ngoài, tập đoàn Siputra, và đổi lại, nhờ quyết định vừa kể trên, các lãnh đạo của Hà Nội đã nhận được những khoản quả biếu trên mức tình cảm với giá trị khổng lồ. Vấn đề quan trọng hơn công luận muốn biết là tại sao vụ án Siputra được Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ động khơi lại trong những ngày cuối đời của Tổng Trọng. Điều đó có liên quan gì đến thái độ và số đông các lãnh đạo cấp cao của Đảng? Phải chăng họ đã bày tỏ sự bất bình vì ông Trọng có ý ngồi lì, không chịu rời bỏ chiếc ghế Tổng Bí Thư đầy quyền lực? Giới quan sát cho rằng đây là một động thái cho thấy một đòn đánh chết người quá đà trong sự tính toán của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhằm gây sức ép buộc Tổng Trọng phải chủ động rút lui trước Hội nghị Trung ương 10 khóa 13 sẽ diễn ra vào đầu tháng 10 năm 2024. Điều vừa kể có tác động hay ảnh hưởng gì đến cái chết của Tổng Trọng hay không, đến nay vẫn là một câu hỏi đang bị bỏ ngỏ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm với bản tin Tổng Trọng qua đời và trách nhiệm của Thủ tướng Phạm Minh Chính, kẻ phá bĩnh quá đà. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo, chấm đề.